Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Huệ Thượng thành kính kính chúc chư tôn đức tăng ni và kính chúc quý nam nữ Phật tử có một được một mùa Phật Đản vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và vị Phật trong tâm của mình sẽ được đản sanh. Kính thưa quý Phật tử, lễ Phật Đản là buổi lễ kỷ niệm vào sự kiện Đức Phật đản sanh vào năm 624 trước Công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc đất nước Nepal. Và lễ Phật Đản là một buổi lễ gợi nhớ lại hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh và phục dựng lại cái sự kiện mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đời bước đi trên bãi đó hoa sen. Và trong buổi lễ này, theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam nói riêng và một số nước trên thế giới nói chung, thì sẽ có một cái hồ nước nhân tạo. Trong hồ nước này thì có những nước sạch và hoa thơm để rưới lên để tắm cho tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và bên cạnh đó thì sẽ có những cái vật phẩm như là những cái gáo nước như vậy, được tinh sạch kỹ lưỡng, và sẽ có bộ y mới, y phục mới để thay lên cái tôn tượng Đức Phật này trong một năm vừa qua. Bên cạnh đó còn có những cái khăn thơm và tinh sạch kỹ lưỡng được các Phật tử chuẩn bị. Và bên cạnh đây của chúng tôi thì có một cái bảng hướng dẫn để Phật tử dễ dàng có thể tham khảo và thực hành cái nghi thức tắm Phật. Để nghi thức tắm Phật được đầy đủ ý nghĩa thì quý Phật tử cần nắm được 3 điều. Thứ nhất là sanh tâm hoan hỷ, thứ hai nữa là phải có lòng thành kính, và thứ ba nữa là cúi đầu đảnh lễ. Thì gáo nước thứ nhất là chúng ta quán niệm. Đây là một cái phương pháp thực hành thiền tập đó quý vị. Gáo thứ nhất là nguyện bỏ tất cả các điều ác. Và cái gáo nước này được xối ở phía bên vai trái của Đức Phật đản sanh. Và cái gáo thứ hai là cái chúng ta gửi lên cái vai bên phải của tượng Phật. Thì chúng ta quán niệm rằng nguyện làm tất cả mọi điều lành. Và gáo nước thứ ba chúng ta rưới từ cái đầu gối của cái tượng xuống, thì chúng ta nguyện rằng con sẽ thực hành những lời Phật dạy là để độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ đau, mang lại cho thế giới sự hòa bình an vui. Kính chúc quý vị một lần nữa được thân tâm an lạc và được một mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và vị Phật trong tâm của mình sẽ được đản sanh trong mỗi chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.